Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Trước ống kính. Tôi là Ngọc Diệu, sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin chiều nay thứ Sáu ngày 24 tháng 9. Tình hình an ninh trật tự diễn ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành cả nước có gì đáng lưu ý? Mời quý vị cùng theo dõi qua ống kính an ninh. Thông tin đầu tiên cập nhật tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu liên tiếp phát hiện bắt giữ các đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy trong đêm 23 và rạng sáng 24 tháng 9. Gần 1 giờ sáng ngày 24 tháng 9, trên đường Trương Công Định, phường 9, thành phố Vũng Tàu, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Vũng Tàu phát hiện hai đối tượng tàn trữ ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá, 3 viên thuốc lắc. Làm việc với cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Dương Ninh Thuận và Trần Minh Nghĩa, cùng trú tại phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Nghĩa đến nhà của Thuận trên đường Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì xin ma túy để sử dụng. Thuận đưa cho Nghĩa một gói ma túy tổng hợp và nhờ Nghĩa chở đến nhà người quen trên đường 30 tháng 4 và khi đang lưu thông trên đường thì bị lực lượng công an bắt giữ. Khám xét nơi ở của Thuận, cơ quan công an thu giữ thêm một gói ma túy tổng hợp dạng đá. Trước đó, khuya ngày 23 tháng 9, công an phường 12 thành phố Vũng Tàu phát hiện Trần Văn Tùng trú tại phường 2 thành phố Vũng Tàu đang tàng trữ một gói ma túy tổng hợp. Tùng khai nhận ma túy vừa mua với giá 3 triệu đồng để sử dụng. Chỉ vì một chút tiền công mà đánh đổi sự tự do của bản thân, liên lụy đến gia đình và hơn nữa là hậu quả thật khó lường nếu chẳng may làm lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng. Thế nhưng một trường hợp ở thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vẫn liều mạng đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Văn Dưỡng, trú tại khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, 18 tháng tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Theo cáo trạng, tháng 12 năm 2020, Dưỡng được một đối tượng tên Hên, không rõ lai lịch ở Campuchia, rủ tham gia đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Ngày 18 tháng 1 năm 2021, Hên điện thoại kêu Dưỡng qua Campuchia đón hai người phụ nữ đưa về Việt Nam, trả công 500.000 đồng một người. Khi đến khu vực ấp Phú Nhất, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, thì Dưỡng bị lực lượng công an phối hợp với bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ. Trong quá trình điều tra, Dưỡng còn thừa nhận trước đó đã đưa một người xuất cảnh trái phép sang Campuchia và được Hên trả công 500.000 đồng. Liên quan đến việc một người tự xưng là nhân viên cơ sở mai táng gợi ý nếu người dân nộp tiền thì họ sẽ phối hợp với bên quân sự để đưa tro cốt của người thân về sớm nhất. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tuyệt đối không có sự phối hợp với bất kỳ cơ sở mai táng nào để nhận tiền của thân nhân người tử vong do COVID-19. Tất cả mọi người đều được Bộ Tư lệnh Thành phố, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp nhận như người thân của mình và sắp xếp bố trí lịch để chúng ta đưa vào sớm nhất để đưa cái tro cốt của những người này về với gia đình. Như vậy là không có cái chuyện là phối hợp để nâng giá và tiếp nhận tiền, kể cả tiền của người thân gửi lời cảm ơn cũng không có nhận. Thời gian qua còn có những thông tin xuyên tạc tung lên trên không gian mạng như Sài Gòn thiết quân luật tại hơn 300 xã phường, hàng rào dây thép gai bủa dây giam hãm người dân như thời chiến, chống dịch bằng xe tăng, thiết giáp, súng ống, thiết bị phá sóng hay quân đội được điều động để đàn áp người dân chứ không phải chống dịch. Nhưng hãy xem, nguồn gốc của những thông tin đó là từ đâu ra? Vẫn chỉ là những thông tin được cắt ghép, nhào nặn theo kiểu thật giả lẫn lộn, nhắm vào những người đọc ngây thơ, nhẹ dạ và cả tin. Trời đất ơi, tưởng nó không vô tới trong hẻm qua nay, nói chắc trong hẻm quân đội không vô tới, ai này vô tới nè, dễ thương quá trời nè. Sự thật thế nào? Những hình ảnh vừa rồi đã rõ. Thưa quý vị, dịch bệnh khốc liệt, nhiều gia đình phải chia lìa mất mát. Nhưng dù đau buồn thì cũng hãy thật bình tĩnh trước mọi thông tin để không phải bị mất thêm như là chuyện chạy hài cốt vừa rồi quý vị nhé.
Chuyển sang một ghi nhận khác. Thưa quý vị, tạm khóa báo có tài khoản là cụm từ đã khiến xôn xao dư luận bởi có liên quan đến sự việc về con số hơn 177 tỷ đồng tiền từ thiện của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. Nhiều người cho rằng nếu trong quá trình tạm khóa báo có tài khoản mà có phát sinh các khoản tiền chuyển đến tài khoản thì ngân hàng sẽ xin ý kiến khách hàng về việc xử lý các khoản tạm treo trên hệ thống từ ngày tạm dừng báo có. Nếu đồng ý nhận thì tất cả khoản tiền tạm treo sẽ lần lượt báo có vào tài khoản, còn nếu yêu cầu trả lại tiền thì ngân hàng sẽ thực hiện theo đề xuất của khách hàng. Trước nhận định này, ngân hàng Vietcombank đã chính thức giải thích. Theo lý giải của ngân hàng Vietcombank, tạm khóa báo có tài khoản được hiểu là việc ngân hàng tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của khách hàng. Nếu tài khoản được khóa toàn bộ cả hai chiều ghi nợ và ghi có, hoặc tài khoản được khóa chiều ghi có, thì số tiền người khác chuyển vào tài khoản này sẽ không được ghi có vào tài khoản và được hoàn trả cho người chuyển tiền. Với giải thích này của Vietcombank, không có chuyện tài khoản của ca sĩ Thủy Tiên vẫn tiếp tục nhận được tiền của nhà hảo tâm chuyển khoản, ủng hộ sau khi đã tạm khóa báo có tài khoản. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 100, trong đó nhiều hành vi vi phạm của người đi xe máy có mức xử phạt tăng so với hiện nay. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin trước ống kính chiều nay. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website brt.vn hoặc là kênh YouTube BRT News. Thông tin công tác, quý vị liên hệ qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Cơ quan soạn thảo dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 100 của Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mức xử phạt hành vi vi phạm của người đi xe máy tăng so với hiện nay từ 200.000 đến 300.000 đồng lên 400.000 đến 600.000 đồng đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quay đúng quy cách. Hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên tăng lên 1 triệu đến 2 triệu đồng. Người lái xe máy không có bằng lái xe tăng lên 1 đến 2 triệu đồng. Đặc biệt đối với hành vi đua xe máy trái phép, cơ quan soạn thảo đề xuất mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng thay vì 7 triệu đến 8 triệu đồng như hiện nay.